nhà, mà thực sự là con phải kiếm tiền. Vì cuộc sống này không cho phép con ngừng phấn đấu. Con chọn xa xứ, xa quê để đi làm. Chỉ mong cuộc sống sau này được tốt hơn. Nhưng mà ở một nơi đất khách quê người, nhìn người ta ăn bữa cơm gia đình sum họp, con chợt nhận ra là cũng đã lâu rồi con không được ăn bữa cơm gia đình. Con nhớ nhà, nhớ quê hương. Con thì lệ ướt mi cay, nhà ta nghèo nên đành phải thế. Mẹ ơi, con nhớ nhà. Đi đâu đó thì đi, mà đừng quên nơi ta hay gọi là nhà. Thành phố sẽ qua, so sánh bằng gia đình. Mâm cơm chiều sao thấy ấm trong tim. Ta quên đi mọi mệt, thật hạnh phúc bao nhiêu khi có nhà để về. Đúng không cả nhà? Thì đừng chê vất vả. Đến ông chủ của bạn còn phải vất vả thì huống chi là bạn. Thế cho nên là ấy, muốn không vất vả thì chỉ có một không chết đó. Còn đã ra ngoài cuộc sống, đã làm, dù làm chủ hay làm thuê, thì phải xác định công việc nó là vất vả. Có thể rằng là công việc không phải là lao động chân tay đâu, nhưng mà vất vả thì mà chỉ không. Thế ở đời này không có gì là dễ dàng cả. Muốn dễ dàng ấy, thì đấy như Hương nói đấy, chỉ có đắp chăn, đắp chiếu, ỏ ý e là hết. Thế còn nếu mà để mà tồn tại ấy, thì một cái cây muốn tồn tại trong cuộc sống thì cũng phải tập thích ứng và phải chấp nhận bước qua những cái đã đi làm thuê